Thưa quý khán giả, được biết qua 2 năm tập trung cho việc cấp đổi căn cước công dân có gắn chip, thành phố Cần Thơ đã có gần 98% công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân có gắn chip. Tuy vậy, sau hơn một tháng thực hiện luật cư trú về việc xóa bỏ giá trị sử dụng của hộ khẩu giấy và giấy tạm trú, thay bằng căn cước công dân có gắn chip phát sinh một số khó khăn vướng mắc. Tại các bộ phận một cửa, mặc dù công chức phụ trách từng bộ phận lĩnh vực đã giải thích tuyên truyền người dân về việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip thay cho hộ khẩu giấy và sử dụng điện thoại của mình để hướng dẫn người dân quét mã QR để kiểm tra thông tin, nhưng số người áp dụng quy định này còn rất ít. Nguyên nhân chính là do trên hệ thống chưa thể hiện đầy đủ dữ liệu thông tin cá nhân và người thân khi tra cứu. Mặt khác, những trường hợp người già khi đến giao dịch thủ tục hành chính thì không thể sử dụng căn cước công dân gắn chip mà vẫn duy trì thói quen tra cứu vào hộ khẩu. Do đó, trong thời gian tới, để việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip thay cho sổ hộ khẩu giấy phát huy hiệu quả, ngoài việc tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân, cần kết nối đồng bộ dữ liệu về dân cư giữa ngành công an và các sở ngành quận huyện. Đồng thời, tại bộ phận một cửa cần trang bị thêm một số máy móc thiết bị phục vụ cho việc tra cứu thông tin.